À, tiếp tục lại lên sóng X3 Vina bản quyền và hôm nay em về được bốn con X3 Vina bản quyền à, đẹp trên 95%, đẹp như mới luôn, đẹp xuất sắc, đẹp nhất từ trước đến giờ với X3. Em về được bốn con X3 Vina bản quyền sản xuất à, ngày 17 tháng 8 năm 2017. Và đây là ruột các bác này, đẹp như mới, đẹp như mới, mở ra gần như là sáng choang. À, đây là đây là mặt trước này. Gần như là sáng choang. Ok Ở X3 thì với X5 Chất âm thì như nhau Đây là phía sau Những con 2017 thì bao giờ cũng có mã QR đây, Mã QR đây này. Nó in nhiệt thẳng vào đây Và cái cổng USB này Nó vẫn còn như mới Tất cả ốc vít còn như mới Đây, ốc vít của nó đây Riêng dòng bản quyền thì tiêu chuẩn từ con vít cũng rất là cao đây, em Đây Từ ốc vít của nó còn đen xì Em soi kỹ ruột các bác nhé À thì dòng riêng dòng bản quyền thì đầu tiên nhận biết rõ là định nguồn là 4 chân. Và uh, riêng cái vỉ vị uh, vị vỉ, vỉ, vỉ mic này. Đấy, bao giờ nó có mã. Riêng đời 2017 thì X3 nó lại ghi mã ngang. Và cái mã này là chung nhau. Đấy, con này là bo lên nó ghi là X5 V1.6 và sản xuất ngày 17 tháng 8 năm 2017 và mở ruột ra là nô này đẹp như mới tất cả mọi thứ vít nhá, nguyên bản hết. Nguyên bản hết Ok chưa à, Thì dòng X3 Vina bản quyền Là hãng uh, Vinyl uh, Nghĩ ra văn số đầu tiên năm 2010 Tại thị trường Trung Quốc Và nó vẫn giữ bản quyền theo cái mẫu này Theo tiêu chuẩn riêng, theo tiêu chuẩn cao cấp Riêng của hãng và không bị monifê Từ nước sơn nữa nhé Từ nước sơn rồi đi Từ cái từ cái, cái 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 nắp này Cũng khác và cân nặng hơn Những con bản thường khoảng hai nặng và con này thì em cũng bán rất là nhiều rồi Và cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa Nhạc nét, đánh to không có tiếng ồn Đánh to không có tiếng ồn các bác nhé Thì những cái dòng loa cao cấp mà các bác đang chơi ở nhà Mà nghe nhạc mà cảm nhận nó chưa được nét Hoặc những dòng loa Mỹ, những dòng loa châu Âu Hát karaoke và nghe nhạc Và chưa nghe được điện thoại thì chắc chắn hãy nghĩ đến con va Nó chưa khoe được giải cho loa Nó chưa khoe được giải con va à, Nhất là những dòng loa như loa bốt ấy các bác loa bốt là dòng rất là khó phối và hiện tại đến thời điểm này em đi cài thì những dòng loa bốt là cả những dòng mà cho chất lượng trung âm đấy dày nhưng rất rất, rất là rất là khó nên và chép bịn của dòng bốt rất khó nên thường thường dòng bốt người ta hay dùng đờ lông 2000 để khoe được hết cái giải của nó thì đây là con vang số khoe đánh giải bốt tốt nhất tại thời điểm này hãy khẳng định các bác luôn Trung nó thoát và đưa vào rất là nhẹ rất là rất là ngọt nhịp luôn và giải chép nó nên tí tách như rằng Đấy. đặc biệt là đánh không có tiếng ồn, các bác để ý nhé, lưu ý nhé, từ cái giác của nó cũng làm khác, không làm giống những dòng bản thường. Đấy. À, tụ là không có nghiêng ngả gì cả, tiêu chuẩn rất là cao. À, con này, con này xuất âm của nó là, đời gì đây là AKM, Đấy, xuất âm đầu ra là AKM. À, trong một con vang số thì hay chất lượng âm thanh hay, hay không là do xuất âm đầu ra, đây này, khu vực này này, à, xuất âm đầu ra thì con này em cũng bán nhiều và cũng đã khẳng định trên thị trường và cũng không cần không cần ở PA nhiều các bác có thể uh, uh, mua hàng uh, và ship hàng. Chẳng hạn như khi các bác mua một con 17 triệu, mẹ bảo con này hay hơn thì các bác có thể đặt hàng mang đến so sánh thử hay hơn thì lấy, không hay hơn thì trả lại. Vì tất cả những dòng vang số thị trường hiện tại em đi cài và cũng đủ trải nghiệm hết các dòng vang và cũng thuộc rất nhiều giải của các dòng loa nên khi các bác mua thì cố gắng là phân tích theo cái loa của mình. Tức là người ta mua vang, mua mic để khoe giải cho loa Chứ không phải là cứ vang nào cũng nhét vào Không phải là bộ mic nào cũng nhét vào theo cái loa đấy. đấy Tùy độ nhạy, tùy sở trường của loa thì mới nhét cái con vang này vào Thì hôm nay chính thức là về được bốn con đẹp như mới 2017 nhé 2017 thì giới thiệu các bác, các bác nào có nhu cầu uh, Những dòng vang cao cấp nhé Chất lượng linh kiện cao cấp Khuếch đại đầu vào và đầu ra cao cấp Thì liên hệ em Liên hệ em theo số điện thoại 0988 32626 giúp em Đấy, em về được bốn uh, con thôi bốn con này là cùng một lô uh, tất cả những cái hàng bản quyền đa phần là đánh jBN ở bên Trung Quốc đa phần đánh JVN ở trong các rạp chiếu phim là nhiều còn phòng karaoke gia đình là người ta ít vì dòng này rất là đắt ở bên kia là đắt nhất hàng mới cũng có và hàng bãi cũng có nhé thì riêng hàng bãi mà lần đầu tiên về được 2017 x3 là ít rất là hiếm Thế các bác mua thì ủng hộ nhá À, dòng này thì em cam kết các bác nhạc sẽ phải đi rách như dàn và sẽ đánh trong hơn rất nhiều dòng vang đắt tiền gấp đôi gấp ba đó đấy các bác được kiểm tra thử hàng riêng riêng riêng, các sản phẩm em bán đồ âm thanh thì đều cho các bác kiểm tra và thử hàng ưng ừ thì lấy không ưng thì trả lại cho em đấy, chứ không bán âm thanh không bán ấy được cái chuyện PR âm thanh á, thì cũng rất là nhiều nhưng thời điểm này thì các bác đã chơi đủ trải nghiệm à, cũng biết là hay hơn hay không hay hơn Riêng công thanh không giấu được nhưng những sản phẩm em bán ra đều cố gắng truyền tải cái thông số về linh kiện, về chất âm chuẩn nhất để các bác lựa chọn. Và đây là dòng vang số cho chất lượng Eco, eco rõ nhất tại thời điểm này. Tức là bình thường các dòng vang khác Eco ra ngoài trời nó chìm. Nhưng riêng X, X5 bản quyền, X3 bản quyền đánh Eco không bị chìm. Và rất là rõ, rất là những cái bác mà lớn tuổi mà cần hát Eco dài thì những dòng vang số khác hát eco dài mà để nó nhiều nó nọc nó rất là rối nhưng liêng x5 x3 bản quyền nọc dài vẫn cứ rõ à, đấy là đặc tính của nó à, để à, đây giới thiệu cho các bác để các bác lựa chọn thật chuẩn theo cái ý thích và ý đồ của mình còn riêng nghe nhạc thì những con này là vô đối rồi nghe nhạc tiếng nhạc rất là trong rõ dài đủ dài và đánh len ke như dài các bác nghe những dòng loa của châu Âu, Mỹ nó đánh các giải bộ gõ như guitar như ghi mõ nên rất là rõ nhưng con vang nào khoe được giải của nó thì mới là cái quan trọng nhất Đúng không ạ? Chẳng hạn như các bác đánh loa Mỹ mà đánh vang cơ thì kh ồn khác gì loa tàu Đúng không ạ? Ồn khác gì loa tàu đâu Đấy Nên các bác đi mua đồ là các bác phải lựa chọn Tức là tìm vang à, Tìm mic Để phối với cái đặc tính của loa của mình à, Ví dụ loa trung dày, loa trung bỏng, loa neo, loa không neo Thì phối như nào cho nó khớp nhất để làm sao bộ karaoke okay của mình 100 triệu nó phải hay hơn 90 triệu à, 200 triệu nó phải hay hơn 100 triệu Và 40 triệu nó phải hơn 30 triệu và Đừng để à, những cái bộ karaoke hiện tại Ở trên thị trường Việt Nam Thì rất nhiều bộ karaoke em đi cài là Nhiều tiền mà thua bộ ít tiền Nguyên nhân là do phối sai Đấy, ok Các bác mua để ủng hộ em nhé 3 triệu rưỡi một con Bao ship tặng khiển dây thắt đầy đủ cho các bác nhé Xin chào hẹn các bác Ở những cái clip tiếp theo